Quầy hoa 20 tháng 10 bị tạt mắm tôm trong đêm, cô gái trẻ bật khóc. Đó là tất cả vốn liếng em dùng để lo cho bố mẹ. Tối ngày 19 tháng 10, mạng xã hội chia sẻ bài viết có nội dung một quầy hoa của một cô gái trẻ bị hai thanh niên tạt mắm tôm cùng với lời đe dọa: tao cấm mày bán ở đây nữa, mai bán nữa là chết với tao. Theo hình ảnh và nội dung của bài đăng, toàn bộ hoa được bày bán đều bị dính mắm tôm. Cô gái phải nhờ thêm 2 đến 3 người thân cùng nhau dọn dẹp đến khuya mới xong. Sáng ngày 20 tháng 10, liên hệ với KP, 19 tuổi ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An, chủ nhân bài viết đang được chia sẻ. KP xác nhận có sự việc hàng hoa của cô bị tạt mắm tôm. Không chỉ hoa mà bản thân KP cũng dính mắm tôm vào quần áo. Do sự việc diễn ra quá nhanh nên KP không kịp phản ứng và nhớ được biển số xe. KP cho biết cô và người thân đã thức suốt đêm để dọn dẹp bãi chiến trường. Gần 1 giờ sáng trời mưa nhưng cả gia đình em từ nhỏ đến lớn có bố mẹ, chị hai, cháu em phụ lau khử mùi từng bông hoa, chỉnh sửa từng bó hoa. Em buồn vì công việc của mình làm ảnh hưởng đến gia đình, đến bố mẹ. Cô gái trẻ xót xa chia sẻ. Tính sơ bộ, KP nói vụ ném mắm tôm khiến cô thiệt hại hơn 10 triệu đồng. Hiện KP vẫn còn bị ám ảnh và lo sợ sau sự việc bị tạt mắm tôm đêm qua. Hôm nay ngày 20 tháng 10, KP đã nhờ thêm một số bạn bè ra phụ bán hàng và trông coi giúp. Bên cạnh đó, cô cũng nhờ trích xuất camera từ những nhà xung quanh để có thêm thông tin về biển số xe của hai thanh niên và trình báo với công an. Các bạn nghĩ sao về vụ việc này? Hãy comment ở phía dưới cho SNews biết nhé. Và chúng mình là SNews, đừng quên like, share, subscribe cho SNews để cập nhật những tin tức mới nhất.